Hôm nay trước ban thờ, anh đoàn nguyện trọn đời bên em. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bệnh hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên em, để yêu thương, để kính trọng em mỗi ngày trong đời anh. Hôm nay trước ban thờ, em đoàn nguyện trọn đời bên anh. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bình hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên anh, để yêu thương, để kính trọng anh mỗi ngày trong đời em. Từng giây phút có nhau trong đời, niềm vui phơi phới phong ân tuyệt vời, bên người như mùa xuân mới, cùng bên nhau sống vui ngày mới, tin yêu muôn đời, niềm hạnh phúc chân an mãi không hề. Chiếc nhẫn này giờ nên nhân chứng, ân tình này dâng hết cho em, con đường này vui bước cùng em. Dẫu thế giới xoay vần chuyển chuyển, hứa yêu em không chút đổi thay, tháng ngày trong đời anh. Phơi phới phúc ân tuyệt vời, bên người như mùa xuân mới, cùng bên nhau sống vui ngày mới, tin yêu muôn đời, niềm hạnh phúc chân lớn mãi không hề vơi, niềm hạnh phúc chân
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa, chung quanh anh Phêrô Nguyễn Văn Đức và chị Teresa Nguyễn Thị Phượng trong ngày họ quyết định lập gia đình. Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy, chúng ta lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô khẩn khoản van nài Chúa Cha. Xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận, ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con cầu khẩn và đoái thương bảo trợ những đình chế Chúa đã thiết lập, hầu lưu truyền nòi giống nhân loại, để sự gì được Chúa kết hợp cũng được Chúa trợ giúp cho bền vững. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Sáng Thế, Thiên Chúa phán: chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo mọi người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ, Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ: hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất, hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi vật bò trên mặt đất. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa.
quyền tâm soi gương, nhiều công sức lấy người được hướng thanh nhàn, ngàn muôn phúc lâu hạnh phúc dâng tràn. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho đoàn con để mỗi ngày trong đời sống chúng con. Cành nho chín thơm ngọt chủ nhiều trái tươi, là hiền thế dịu dàng ở trong gia thân. Trời bút lon đẹp là con cái ban đầm ấm sum vầy. Tình luôn chúc phúc, lạy gia liêm huy hoàng chủ phú hồng thịnh, hồng ân một ngàn của Chúa ban tặng. Xin Chúa gia đình thật bao êm ấm, nguyện xin Chúa ban ơn lành xuống dư đầy, bình an Chúa trời trùng kín dân ngài. Nguyện xin Chúa và trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và vì chúng ta đã tự nộp mình làm hiến tế. Vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau. Người làm vợ hãy phụng tục chồng như phụng tục Chúa, vì chồng là đầu của vợ cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh. Chính người là đấng cứu chuộc hội thánh, thân thể của người, và như hội thánh phụng tục Đức Kitô thế nào thì vợ cũng phải phụng tục chồng như trong mọi sự như vậy. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến thân mình vì hội thánh. Như vậy người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hàng sống, để trước mặt người có một hội thánh xinh đẹp rộng rãi, không tì yếu, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, như thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình, yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người. Sách thánh có lời chép rằng, chính vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mình mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính trọng kính sợ chồng. Đó là lời Chúa. Chúng ta hãy thương yêu nhau như Thiên Chúa.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Thân mẫu người nói với gia nhân: "Người bảo gì các anh cứ việc làm theo." Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chum chứa được khoảng 18, khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi." Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: "Ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ." Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, qua các phương tiện truyền thông, chúng ta biết được rất nhiều tin tức ở trên thế giới. Những cái tin rất là nóng, hoặc là những cái tin không nóng lắm, mà nếu như mình để ý thì mình thấy rất nhiều. Và khi nói về đời sống hôn nhân gia đình thì có vẻ như các trang mạng của Việt Nam của chúng ta rất thích đưa những cái tin liên quan đến các vụ ly dị. Khi mà một cặp vợ chồng nào đó, nhất là những người nổi tiếng, đi ra tòa ly dị thì xem ra như là một miếng mồi ngon cho các trang báo vậy. Người ta tận dụng mọi cái cơ hội để đưa những cái tin nóng hổi ấy. Và quả thật, khi mà nhìn vào xã hội hiện đại của chúng ta thì cái tỷ lệ mà các gia đình trẻ ly dị càng ngày càng nhiều. Có những người đi ly dị tới 4 lần. Và nhiều lý do người ta đưa ra để ly dị nhau. Thứ nhất, đó là không hòa hợp trong đời sống vợ chồng. Thậm chí có những cặp đôi yêu nhau 8 năm, sống thử 8 năm, đương nhưng mà về nhà ở với nhau chưa đầy 8 tháng thì ly dị. Lý do là bởi vì không hòa hợp. Tôi bảo là chả biết thế nào nữa, sống thử 8 năm rồi mà bảo không hòa hợp thì không biết phải nói bằng từ gì. Lý do nữa người ta đưa ra đó là vấn đề không hợp về tính cách. Cũng yêu thương nhau bao nhiêu năm, sau một thời gian chung sống nói rằng không hợp tính cách. Và rồi một lý do nữa, đó là vấn đề về tài chính. Nhiều khi người ta bảo rằng những người chồng không lo được cho gia đình, hoặc những người vợ chỉ mải tiêu tiền mà không lo chắt bóp, cũng dẫn đến ly dị. Đương nhiên không phải tài chính nó là lý do chính yếu. Lý do là bởi vì chúng ta thấy có những cặp vợ chồng tỷ phú, giàu nhất thế giới, tiền họ không thiếu, đương nhiên vẫn ly dị.
không phải vì tiền. Và có rất nhiều lý do khác nữa. Cái lý do lớn nhất mà chúng ta có thể hiểu được đó chính là thiếu tình yêu. Cái lý do lớn nhất ở đây chính là thiếu tình yêu. Bởi vì nếu như mà ở trong gia đình, những người vợ, những người chồng luôn dành cho nhau cái tình yêu như thuở ban đầu, sẽ chẳng bao giờ ly dị đâu. Bởi vì chỉ cần nửa ngày mà không nhận được tin nhắn của nhau đã như là đứng trên đống giấm rồi. Thế nhưng mà đi cả tháng, càng đi tôi càng thích, thế thì còn gì là yêu nữa. Nếu như mà người ta có đủ tình yêu dành cho nhau, người ta sẽ đón nhận nhau trong tất cả mọi sự, đón nhận tính cách của nhau, đón nhận những cái xấu của nhau, dễ lắm. Cho nên người Việt Nam của chúng ta mới bảo rằng lỗ mũi 18 gánh lông, chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho, nằm ngủ thì gáy o o, chồng yêu chồng bảo gáy cho vui nhà, đi chợ thì hay ăn quà, chồng yêu chồng bảo làm sao các chị nhỉ, về nhà đỡ cơm. Đấy, các cụ của chúng ta từ ngày xưa đã bảo với nhau như vậy. Hoặc là bảo với nhau rằng là cái gì mà sông Hưng mặc người đấy, các chị có nhớ không? Cái gì ạ? Hoặc là dâu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húc gật đầu khen ngon. Tất cả những cái điều đó nó đều được xây dựng trên tình yêu. Trên tình yêu là bởi vì khi mà thiếu tình yêu thì những cái thứ khác nó sẽ xen vào. Cách đây mấy hôm tôi có đọc hai cái bài viết nói về cái sự chung thủy trong đời sống vợ chồng. Có một cái trường hợp mà khiến nhiều người phải kính nể, đó là một anh chồng làm nghề lái xe. Người vợ bị bệnh ung thư, trên đầu không còn cái tóc nào cả. Thế nhưng mà anh chồng này không để vợ ở nhà, mà biến cái cabin xe tải của mình trở thành một căn phòng, để hàng ngày khi mà chạy hàng thì đưa người vợ lên xe đi cùng với mình. Bởi vì anh chồng này sợ người vợ ở nhà buồn, cho nên đưa vợ lên xe đi cùng, biến cái cabin đó như là một căn phòng nhỏ vậy. Và anh chồng này còn bảo rằng khi mà đưa vợ đi cùng thì anh ấy có điều kiện để chăm sóc vợ mỗi giây mỗi phút. Một chuyện câu thật, không phải là giả dối một tí nào cả. Hoặc là có một cô gái khá là xinh đẹp, có bằng thạc sĩ, đi du học ở nước ngoài, thế nhưng mà lại kết hôn với một anh chàng không có chân. Ban đầu họ chia sẻ với nhau trên mạng xã hội, họ đồng cảm với nhau và họ quyết định tiến đến hôn nhân, mặc dù biết rõ hoàn cảnh của chàng thanh niên này. Lý do là bởi vì người ta có tình yêu dành cho nhau. Cho nên cái tình yêu trong đời sống hôn nhân vợ chồng là một cái điều cực kỳ quan trọng, để từ đó xây dựng mối liên kết vợ chồng và một gia đình hạnh phúc. Trong cái ngày đưa nhau đến bàn thờ, chú rể và cô dâu hứa với nhau những điều rất là rõ ràng: yêu thương, tôn trọng, chung thủy. Và đương nhiên họ cũng mong muốn gia đình mà họ tạo lập từ cái hôm gặp nhau và thề hứa với nhau trên bàn thờ được hạnh phúc, tràn đầy tiếng cười, niềm vui và bình an. Đương nhiên để có được cái mong ước và kết quả của điều mình mong ước thì rõ ràng cả hai đều phải cố gắng. Cố gắng là một điều đương nhiên rồi. Cố gắng để làm gì? Để giữ cái lửa tình yêu họ dành cho nhau luôn cháy. Nếu như một lúc nào đó gặp phải cơn gió to nó thổi qua mà nó bị leo nét thì cố gắng lấy tay mà che nó lại, chứ để nó tắt ngúm thì hỏng hết. Những người sống đời gia đình chúng ta đều biết
những cái chuyện xảy ra trong gia đình của chúng ta, từ chuyện cơm áo gạo tiền cho đến những kế hoạch, những dự tính, thậm chí những chuyện thường ngày thôi, ăn muộn, ăn sớm, hay là đi chỗ nọ chỗ kia, đều có thể xảy ra những cái sự va chạm. Đó là một chuyện rất bình thường. Thế nhưng nếu như trong gia đình nào mà mỗi người vợ, người chồng đều biết biến đó như là một cơ hội để mình đồng hành, để mình chia sẻ và để mình đón nhận người mà mình gọi là vợ, là chồng, thì mọi sự nó rất là tốt lành. Thế nhưng mà xin lỗi, sợi tóc trẻ làm tám, tức là cứ tìm cách để bới những cái lỗi của nhau ra, thì chẳng bao giờ có được niềm vui và bình an cả. Thỉnh thoảng tôi gặp những người sống đời gia đình, chia sẻ về chuyện gia đình, nhất là trong cái hoàn cảnh mà họ chuẩn bị ly dị. Những câu chuyện họ dành cho nhau hàng ngày không phải là sự tôn trọng, chẳng phải xuất phát từ tình yêu, thế nhưng nó chỉ là sự bới lông tìm vết. Bới quá khứ của vợ, bới quá khứ của chồng, bới chuyện nọ, bới chuyện kia, để như thế là làm cho cái vết thương nó cứ càng ngày nó càng loét ra vậy. Và đến cuối cùng thì không thể nào đặng đừng được, buộc phải ra tòa ly dị. Nhiều những chuyện như vậy, nếu họ có đủ tình yêu thì sẽ không bao giờ có chuyện như thế. Giáo hội của chúng ta luôn mời gọi những người sống đời gia đình luôn giữ cái lửa tình yêu dành cho nhau nó được cháy. Và không chỉ giữ mà thôi, còn cần đến ơn của Chúa và sự chúc lành của giáo hội. Để làm gì? Để nhờ ơn của Chúa, để sự hướng dẫn và chúc lành nơi giáo hội, thì những người sống đời gia đình sẽ vượt qua được chính những sóng gió trong gia đình của mình. Hôm nay chúng ta được nghe đọc tin mừng theo Thánh Gioan, nói về sự kiện Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và các tông đồ được mời dự tiệc cưới tại Cana. Cái sóng gió mà đôi tân hôn phải đối diện và chính gia đình hai bên phải đối diện, đó là thiếu rượu. Trong một tiệc cưới, khách đang rất là phấn khởi mà thiếu rượu, thì rõ ràng gia đình và đôi tân hôn đó sẽ không lấy gì làm vui cả. Nếu như không muốn nói là sẽ bị người ta nói rất nhiều. Thế nhưng mà khi Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các thánh hiện diện ở đó, thì mọi sự được giải quyết với chính sự tinh tế ở nơi Đức Mẹ và lời cầu xin mà Đức Mẹ dâng lên Chúa Giêsu. Chúa Giêsu qua lời cầu xin của Đức Mẹ đã biến nước thành rượu ngon để làm cho niềm vui, cho tình yêu của đôi hôn nhân hôm đó được trọn vẹn. Khi mà Thánh Gioan nói cái chuyện này, Ngài không chỉ nói rằng đây là dấu lạ đầu tiên Chúa Giêsu làm, Ngài cũng chẳng kể lại một cái sự kiện mang tính cách lịch sử Chúa Giêsu đi dự tiệc cưới, mà Thánh Gioan có một cái nhắm rất là rõ, đó là những người sống đời gia đình, khi nào mà ở đó có Chúa Giêsu, ở gia đình đó có Đức Mẹ, ở gia đình đó có các thánh, thì những cái thiếu sót, những cái sóng gió, những cái khó khăn sẽ bị đẩy lùi, cái còn lại sẽ chỉ là niềm vui, bình an và hạnh phúc. Các cụ công, các bà lớn tuổi đang hiện diện ở đây đã trải qua nhiều năm sống đời gia đình, chúng ta có cái kinh nghiệm này. Nếu như bố mẹ, con cái đi lễ, xưng tội, rước lễ và lãnh nhận các bí tích thường xuyên, chúng ta sẽ thấy gia đình của họ luôn bình an. Và nếu như trong gia đình nào đó mà vẫn giữ được các buổi cầu nguyện gia đình, thì những khó khăn, những sóng gió sẽ bị đẩy lùi một cách rất mau lẹ. Bởi vì khi mà cầu nguyện, người ta không còn muốn cãi nhau. Khi mà cầu nguyện, người ta không còn muốn bới lông tìm vết của nhau. Khi cầu nguyện, người ta sẵn sàng chấp nhận nhau. Và khi cầu nguyện, người ta được ơn Chúa trợ lực. Có ơn Chúa trợ lực, chúng ta sẽ vượt qua được chính con người yếu hèn của mình, một con người quảng đại, một con người tốt lành, một con người thánh thiện sẽ được từ đó nâng lên nhờ lời cầu nguyện.
Thế cho nên Thánh Gioan mới nói với chúng ta rằng các gia đình hãy lo mà cầu nguyện, nhất là trong cái tháng mân côi này, tháng mà chúng ta được mời gọi lần chuỗi mân côi, lần chuỗi để tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ, lần chuỗi để xin Đức Mẹ ở với gia đình chúng ta, và lần chuỗi để xin Đức Mẹ chúc phúc cho gia đình của chúng ta. Hôm nọ có người đăng lên trang nhật ký ở Zalo một cái lời giảng của Đức Tổng Giám mục Sài Gòn, không biết là có phải giảng trong lễ cưới hay không. Ngài bảo rằng nếu gia đình nào lần chuỗi hàng ngày mà còn cãi nhau thì tôi chịu trách nhiệm. Không biết ở đây có ai dám kiểm chứng cái chuyện này không? Nếu mà chúng ta muốn kiểm chứng, hãy thử làm xem. Mỗi ngày chúng ta dành ra 10 phút để lần chuỗi mân côi với nhau, vợ chồng, cha mẹ với con cái, chúng ta sẽ thấy rằng những điều chúng ta cầu xin sẽ hiện diện trong gia đình của chúng ta. Hôm nay chúng ta hiện diện ở đây để cùng chứng kiến việc anh Phêrô Đức và chị Teresa Phượng kết ước với nhau để trở nên vợ chồng, và cũng là cầu chúc cho cái ước mong mà anh chị dâng lên Chúa trong giờ phút đặc biệt này, xây dựng một gia đình hạnh phúc, một gia đình bình an, một gia đình đầy tiếng cười và niềm vui. Chúng ta cùng cầu chúc cho họ, và chúng ta cũng cầu nguyện cho họ nữa, để nhờ ơn Chúa và nhờ biết năng cầu nguyện trong gia đình, biết gắn bó với Chúa, với Đức Mẹ và những huấn lệnh của Chúa, họ sẽ xây dựng một gia đình như họ mong muốn. Về phần chúng ta, không chỉ cầu chúc, không chỉ cầu nguyện, mà chúng ta cũng hãy góp phần để vun vén cho gia đình của họ luôn được bình an. Nếu như những người bạn và gia đình hai bên luôn vun vào, thì mọi sự nó sẽ được giải quyết một cách êm thấm khi có chuyện chẳng may xảy ra. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, cho mọi gia đình, và cách riêng cho gia đình của anh Phêrô Đức và chị Teresa Phượng mà họ sẽ thiết lập ngày hôm nay, luôn sống trong niềm vui và bình an của ơn Chúa. Giờ đây chúng ta cùng chứng kiến anh Phêrô Đức và chị Teresa Phượng nói lên cái ý muốn và những quyết tâm đến với nhau, và cái việc mà họ trao cho nhau cái dấu chỉ cho một sự kết ước trước bàn thờ Chúa và trước cộng đoàn này. Anh chị thân mến, anh chị cùng nhau đến nhà thờ để muốn kết hôn của anh chị được củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, để anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích rửa tội mà thánh hiến anh chị. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, tôi hỏi anh chị về ý định của anh chị. Anh Phêrô Nguyễn Văn Đức và chị Teresa Nguyễn Thị Phượng, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa cha, con không. Thưa cha, con không. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa cha, con có. Thưa cha, con có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa cha, con có. Thưa cha, con có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa cha, con có. Thưa cha, con có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập giao ước hôn nhân, anh chị hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Em là Teresa Nguyễn Thị Phượng, xin nhận anh Phêrô Nguyễn Văn Đức làm chồng và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Anh Phêrô Nguyễn Văn Đức xin nhận em Teresa Nguyễn Thị Phượng làm vợ và hứa giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt cuộc đời anh. Xin Chúa lấy lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận anh chị vừa tỏ bày trước mặt hội thánh, và xin Chúa tôn đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp
loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn mà anh chị trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Teresa Nguyễn Thị Phượng xin nhận chiếc nhẫn này làm bằng chứng và tình yêu của anh dành cho em. Chào con thánh thần. Anh Phêrô Nguyễn Văn Đức xin hãy nhận lấy chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa mới nghe anh Đức và chị Phượng nói rất là rõ ràng, mặc dù không có to lắm, nhưng mà rất là rõ. Họ đến với nhau hoàn toàn tự do, không bị ép buộc, không có điều kiện, và vì thế mà hôn nhân họ xây dựng với nhau thành sự. Họ cũng trao cho nhau cái nhẫn để làm dấu chỉ. Cái nhẫn này nhắc cho họ rằng mỗi khi nhìn thấy cái nhẫn, họ phải có trách nhiệm giữ cái điều họ thề hứa trước bàn thờ Chúa ngày hôm nay. Không có một điều kiện nào có thể đặt ra cả. Vì thế mà tôi tuyên bố kể từ giờ phút này, anh Đức và chị Phượng chính thức vợ chồng, chính thức trở thành vợ chồng của nhau trước mặt Chúa. Giáo xứ của chúng ta có thêm một gia đình mới nữa. Chúng ta cùng chúc mừng cho họ. Anh chị em thân mến, nhớ tới hồng ân đặc biệt của ân sủng và tình thương mà Thiên Chúa đã đoái thương kiện toàn và thánh hóa mối tình của các anh chị em chúng ta đây, là anh Phêrô Nguyễn Văn Đức và chị Teresa Nguyễn Thị Phượng. Chúng ta cùng ký thác anh chị em này cho Chúa. Hãy yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn thánh hóa giữ gìn để hội thánh luôn trong trắng tinh tuyền, xứng với sứ mạng của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Vì yêu thương thế gian, Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống con người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc được vui sống trong tình bác ái huynh đệ và để nỗ lực thể hiện tinh thần tinh trợ lẫn nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Vì đời sống gia đình tại trần gian luôn pha lẫn vui buồn, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh chị đã thành hôn hôm nay biết luôn ý thức lời kết ước của mình để sống trung tín với Chúa và với nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu trò cao quý của gia đình, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong giáo xứ luôn thể hiện nơi tổ ấm của mình một cộng đồng đầy lòng tin, chuyên cần cầu nguyện và góp phần làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái tông đồ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu mà ban thánh thần tình yêu của Chúa xuống trên đôi tân hôn này, để họ nên tâm đầu ý hợp, khiến không gì có thể phân ly những người Chúa đã liên kết, không gì có thể gây sầu muộn cho những người Chúa đã ban dư tràn phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
dâng là dâng lên Chúa mạnh miên trong tình. Xin dâng là dâng lên Chúa hiểu nó tình thiện. Hiểu nó tình thiện cùng dâng là dâng lên Chúa lòng bên vô biên. Xin dâng cùng dâng là dâng lên Chúa con tim chân thành. Xin dâng là dâng lên Chúa đắp cháy tuyệt đồng. Dâng là dâng lên Chúa mồ hôi buồn trầu. Mồ hôi buồn trầu cùng dâng là dâng lên Chúa những sống hôm nay. Xin dâng cùng dâng là dâng lên Chúa mong ước hôm nay. Xin dâng ta xa chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho lề luật thánh thiện của hôn nhân. Và xin Chúa tận tình chăm sóc công cuộc chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã dùng ách hòa thuận êm ái và mối dây bình an không thể tháo gỡ mà ràng buộc giao ước hôn nhân, để sự phong phú trong trắng của đời sống vợ chồng làm tăng số các nghĩa từ Chúa. Lạy Chúa, do sự quan phòng và nhờ ân sủng bằng những cách thức hết sức kỳ diệu, Chúa định lề lối cho cả hai điều này là cho muôn vật được sinh sản để điểm tô thế giới và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông số nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Nhờ Người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Phêrô Nguyễn Văn Đức và chị Teresa Nguyễn Thị Phượng mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, amen, amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên, chúng con nguyện
dành cha cả xa, nương cha chỉ để ý cha thế hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cha để chúng con xa chừa cơm dù nhờ hưng cứu chúng con. Anh chị em thân mến, chúng ta khẩn khoản nài xin Chúa nhân từ tuôn đổ phúc lành và ân sủng trên các tôi tớ Chúa vừa kết hôn trong Đức Kitô. Xin cho những người Chúa vừa liên kết bằng giao ước thánh được hòa thuận thương yêu nhau. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà sáng tạo mọi vật từ hư vô, và sau khi sắp đặt công việc khởi đầu của vũ trụ, cũng như tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa đã dựng nên cho người nam một trợ tá bất khả phân ly là người nữ, để họ không còn là hai mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được phân ly điều Chúa đã muốn thiết lập cho nên một. Lạy Chúa, Chúa đã dùng mầu nhiệm cao cả mà thánh hiến sự phối hợp vợ chồng, để trong giao ước hôn nhân, Chúa báo trước bí tích của Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa người nữ được kết hợp với người nam, và Chúa ban cho xã hội Chúa thiết lập lúc khởi đầu này được hưởng phúc lành, là phúc lành duy nhất đã không bị hình phạt do tội nguyên tổ lẫn bản án đại hồng thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây đã kết hợp với nhau làm thành cộng đoàn phu thê, đang cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần trên các tôi tớ Chúa, để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa mãi mãi chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho nữ tỳ Chúa là chị Teresa Nguyễn Thị Phượng được ơn biết sống yêu thương thuận hòa, luôn noi gương các thánh nữ được tán dương trong Thánh Kinh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người bạn bình đẳng, đồng hưởng ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng đáng và luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Vậy giờ đây, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây được kiên trì gắn bó với đức tin và các huấn lệnh của Chúa, và khi biết chung thủy kết hợp với nhau, họ nêu gương đời sống vẹn toàn, để khi được sức mạnh tin mừng củng cố, họ sẽ nên nhân chứng tốt lành của Chúa Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ sinh con và trở nên cha mẹ nhân đức, cả hai được nhìn thấy con cái cháu chắt, và sau cùng, khi đạt tới tuổi già mong ước, họ được về nước trời hưởng cuộc sống của những người được chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin cho việc hòa mình và máu Thánh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con sang lên nhận đêm này cho chúng con sự sống.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời. Xin mình và máu Thánh Chúa Giêsu Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời. Con cao ca được hôm nay, diệu lòng tình yêu mãi thương mãi, xưa đời trần gian.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ quyền lực của hy lễ này, xin Chúa lấy lòng yêu ái thánh thiện, theo dõi những định chế Chúa đã quan phòng thiết lập, để những người Chúa cho liên kết thành một cộng đoàn thánh thiện và đã bầu dưỡng bằng cùng một bánh và cùng một chén, cũng được Chúa làm cho nên tâm đầu ý hiệp trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ anh chị hòa thuận thương yêu nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng anh chị và mãi mãi lưu lại trong nhà anh chị. Xin cho anh chị được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Xin cho anh chị nên nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy anh chị nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp anh chị vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.